Hắc ám Tây Du hồi thứ 107, Đại Ô Quy thức tỉnh. Nghe Tề Chiếu nói như vậy, Tôn Ngộ Không bất giác giật mình, không nghĩ tới đống thạch đầu kia là một cái hồn thú, mà còn dung hợp 8 đạo pháp tắc cửu văn hồn thú. Nhất thời Tôn Ngộ Không cảm giác thân thể có chút cứng ngắc. Chớ nên nghĩ rằng hắn cùng Tề Chiếu, hai người có thể dễ dàng liệp sát 8 văn hồn thú. Thế nhưng nếu như gặp phải cửu văn mà lại là dung hợp 3 đạo đạo văn trở xuống, còn có thể giao chiến một trận ngang tay hoặc là thừa cơ đánh giết. Nhưng từ cảnh giới dung hợp từ 3 đạo văn trở lên, chỉ nghĩ đến cũng chẳng dám, nên trực tiếp trốn đi là hơn. Đây căn bản là chiến đấu không cùng đẳng cấp. Bởi vậy, lần này đối mặt chồng chất thạch đầu, không đúng, là thánh giáp chí tôn quy, Tôn Ngộ Không chẳng hề có một chút suy nghĩ muốn khiêu chiến nào. Không nói gì, mà chính là dùng ánh mắt dò hỏi nhìn về phía bên cạnh. Tề Chiếu biết Tôn Ngộ Không đã chú ý tới đầu hồn thú kia, sau đó liền buông tay ra, ghé sát bên tai Tôn Ngộ Không, lần nữa thấp giọng nói. Thánh giáp chí tôn quy phân ra hai chủng loại, một loại là hình thức tiến công, còn lại là loại hình phòng ngự. Nếu như cái này thuộc về hình thức công kích, hai ta nhất định phải lập tức rút lui. Nhưng nếu như nó là một cái loại hình phòng ngự quỳ thánh giáp, vậy thì cũng chẳng có vấn đề gì lớn. Nhìn thấy Tôn Ngộ Không lại muốn mở miệng hỏi thăm, Tề Chiếu từ từ hiện ra thân hình, sau đó cùng Tôn Ngộ Không dần dần lui lại. Hai người thậm chí đều không dám nhìn thêm vào thánh giáp chí tôn quy kia nữa. Bởi vì đối với thực lực đến cấp bậc đó, chỉ cần cứ chăm chú nhìn nhiều đều sẽ có cảm giác. Hai người cứ thế cúi đầu, từ từ thối lui đến rìa sơn cốc. Cứ thế lùi mãi cho đến khi không còn nhìn thấy đống thạch đầu kia mới thôi. Hai người chậm rãi thở một hơi. Tề Chiếu, nơi này tại sao lại có thứ đồ khủng bố đến như vậy? Mà lại, ngươi vừa mới nói rùa đen còn có phần ra tiến công cùng phòng ngự. Giận dữ liếc nhìn Tôn Ngộ Không, Tề Chiếu gằn giọng. Ngươi hỏi ta sẽ đi hỏi ai đây? Có trời mới biết ở vùng núi này, mới ở bên ngoài, vậy mà lại xuất hiện hồn thú mạnh mẽ đến như thế. Chỉ là loại thánh giáp chí tôn quy này cũng có hai loại đực và cái. Con đực lực phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ, nhưng khả năng tấn công rất thấp, mà lại rất hữu hảo, sẽ không hề đối với những sinh vật khác tùy tiện khởi xướng tiến công. Còn rùa mẹ 10 phần hung hãn, mà lại lực công kỹ tuyệt luân. Một khi rùa mẹ để mắt tới, vậy thì đồng nghĩa với bản án tử hình. Vậy con này, ngươi nhìn xem là được hai cái. Con vật này nằm yên bất động, ta làm sao mà biết được. Loại quỳ thánh giáp này là cửu vân chí tôn, mà lại dung hợp 8 đạo pháp tắc. Nếu như nó là con đực thì còn tốt. Hai ta có thể hái một chút linh thảo rồi chạy. Nhưng nếu như là con cái, một khi rùa mẹ nổi giận, lực công kích của nó tuyệt đối có thể cùng với giới chủ của hoàng tuyển thế giới này không hề kém cạnh. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ như vậy thôi sao? Hay là lão tôn sẽ từ phía xa xa dùng chấn giới thiên bì nện nó một phát? Đừng có dại dột, nếu như vậy, bất luận nó là đực hay cái, hai ta đều chết chắc. Ngươi không phải đã nói nếu là con đực, lực công kích sẽ rất yếu hay sao? Hừ, dù có yếu đi chăng nữa, cũng là mạnh hơn chúng ta rất nhiều. Mà lại, trông nó so với một ngọn núi nhỏ có khác chi, nện ngươi một cái thì coi như xong. Khoan đã, đúng rồi hầu tử, hai ta có phải đã quên mất thứ gì hay không? Là thứ gì? Kim cô bổng của ta vẫn còn trong tay đây. Bất giác, nghe Tề Chiếu hỏi lên như vậy, Tôn Ngộ Không cũng cảm giác thấy tựa hồ đã quên việc gì đó. Hai người nhìn nhau rồi lại quay sang nhìn bốn phía, bỗng nhiên đồng thời sửng sốt. Yêu hồ lôi lôi đâu? Cơ hồ là chằm miệng một lời mà hỏi. Nhất thời, cả hai người đều toát ra một thân mồ hôi lạnh. Mới vừa rồi, là Tề Chiếu phía trước, Tôn Ngộ Không ở giữa, mà yêu hồ lôi lôi đi theo sau cùng. Thế nhưng, khi Tề Chiếu phát hiện ở thánh giáp chí tôn quy kia, liền vội vàng cùng Tôn Ngộ Không chậm rãi lùi lại, rồi đi về tới. Thế nhưng khi đó, yêu hồ lôi lôi cũng đã không còn ở phía sau nữa. Vậy rốt cục là nó đã đi đâu? Hai người đồng thời quay đầu, một mặt thống khổ nhìn qua chỗ sơn cốc kia. Đã không có cùng một chỗ lui về đến đây, vậy khẳng định vẫn còn ở lại trong sơn cốc. Cơ hồ là không có chút gì do dự, hai người một trước một sau, lần nữa dọc theo vách núi thận trọng đi vào. Dù là cửu văn chí tôn, dù là đã dung hợp 8 đạo pháp tắc chí tôn, dù là bên trong tất cả đều mang thực lực của giới chủ, vậy cũng không thể nào từ bỏ đồng bạn một mình đào tẩu. Đây là một loại tín niệm mà Tề Chiếu và Tôn Ngộ Không sẽ chẳng bao giờ từ bỏ. Chỉ bất quá khi hai người lần nữa men theo vách núi đi lên sơn cốc, thời khắc nhìn thấy tình cảnh trong sơn cốc, hai người kém chút bị dọa đến mức quả tim muốn nhảy ra ngoài.
Tuy không đến nỗi như vậy nhưng cũng kém không nhiều. Bởi vì phản ứng đầu tiên của họ cũng là một cái tay che miệng của mình, một cái tay còn lại che miệng người bên cạnh. Sau đó còn mắt trừng trừng nhìn đến, so với mắt trâu còn muốn lớn hơn. Đây không phải hai người họ cố ý khoa trương, mà là khi hai bọn hắn tiến vào sơn cốc về sau, theo bản năng thì đem ánh mắt nhìn về phía một đống thạch đầu ở khu vực trung tâm kia. Tức khắc cả hai liền thấy một màn thật kinh hồn đáng tởm. Cửu vĩ bạch hồ lôi lôi đang thận trọng lấy chân đứng ngay trên đống tảng đá kia, chín cái đuôi xõa tung xinh đẹp cào cào dựng thẳng lên. Hơn nữa nhìn bộ dáng yêu hồ lôi lôi, căn bản vốn không biết chuyện gì đang xảy ra. Có lẽ nó coi thứ dưới chân cũng chỉ là một đống đá bình thường. Không đúng, không phải một đống đá bình thường, mà chính là phía trên có vô số huyền ảo hoa văn thạch đầu. Cũng chính là do bị những hoa văn kia hấp dẫn, thế nên lôi lôi mới thận trọng nhẹ nhàng dẫm chân trèo lên những họa tiết kia. Vốn cho là lôi lôi đang sợ dùng quá sức sẽ làm quỷ thánh giáp tỉnh lại, bây giờ mới biết thì ra nàng ta lại là đang chơi đùa. Hơn nữa còn là một mặt vui vẻ hưng phấn. Yêu hồ lôi lôi thật tình không biết, mỗi một bước nhảy của nó, quả tim của Tô Ngộ Không cùng Tê Chiếu đều đập mạnh một nhịp. Chỉ sợ nàng ta dùng sức quá, làm quỷ thánh giáp bất ngờ tỉnh lại. Đây quả thực là tiểu hồ ly đang chơi đùa thật rồi. Hầu tử, có biện pháp gì bảo nó xuống đây không? Lần này thực sự quá nguy hiểm, ta vẫn còn chưa thể tin nổi. Tề Chiếu một cái tay giữ lấy lồng ngực, vừa hướng về phía Tô Ngộ Không lặng lẽ nói ra: ta liệu có biện pháp gì? Chẳng lẽ ta phải hô to một tiếng để cho lôi lôi chạy xuống? Người mau tranh thủ thời gian dùng pháp lực khống chế cái thứ gì đó để tiểu hồ ly chú ý tới chúng ta đi. Chúng ta đã là linh hồn, vậy có pháp lực gì? Vậy chỉ còn cách dùng linh hồn lực lượng. Người bị điên hay sao? Một khi linh hồn lực lượng rò rỉ ra, quỷ thánh giáp kia tuyệt đối sẽ phát hiện trước tiên, hai ta bị chết sẽ càng nhanh. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta cứ trơ mắt nhìn tiểu hồ ly rơi vào miệng cọp hay sao? Cứ như vậy, hai người cứ như vậy dựa vào vách tường, giống như hai tên đã trúng phải kịch độc nhưng lại không chết, cứ hòa chân múa tay nhưng tuyệt đối im bặt, hy vọng có thể làm cho tiểu hồ ly kia chú ý. Thế nhưng càng lúc hai người càng thêm tuyệt vọng. Tiểu hồ ly lôi lôi từ hồ vui chơi quá sảng khoái, từ từ lắc cái mông gần đến chính giữa quỷ giáp. Mà lại để cho hai người kém chút bị điền chính là lại một lần tiểu hồ ly tựa hồ sai nhịp, vậy mà uốn éo cái mông quà lại bắt đầu nhảy loạn. Nếu không phải hai người tâm trí kiên định, chỉ sợ sớm đã sụp đổ. Cứ như vậy một khắc trôi qua, sau cùng trọn vẹn đợi một canh giờ, thậm chí về sau Tê Chiếu cùng Tô Ngộ Không kém chút phát buồn ngủ. Tiểu hồ ly rốt cục nhảy xong, từ trong ánh mắt của Tô Ngộ Không cùng Tê Chiếu cơ hồ đã mừng đến muốn khóc. Tiểu hồ ly trực tiếp trừ tên đầu quy giáp nhảy xuống mặt đất. Vốn cho rằng tiểu hồ ly đã chơi chán liền muốn trở về, thế nhưng thật không dám nghĩ tới, tiểu lôi lôi kia nhảy xuống về sau lắc lắc cái đầu tựa hồ lại muốn chơi đùa thêm lần nữa. Nhìn thấy tiểu hồ ly xoay người ý đồ muốn nhảy tới, Tô Ngộ Không cùng Tê Chiếu đột nhiên cảm giác được trái tim muốn run rẩy, cả đại não đều có chút choáng váng. Chẳng qua may mắn tiểu hồ ly chỉ là ngẩng đầu nhìn lên một chút, cũng không có lần nữa nhảy tới. Ngay tại thời khắc Tô Ngộ Không cùng Tê Chiếu vừa buông lỏng được một hơi, một màn kinh dị khiến cả hai cơ hồ muốn hộc máu, chính là tiểu hồ ly kia mặc dù không có lần nữa nhảy tới, nhưng lại bắt đầu dùng chín cái đuôi to của chính mình, bắt đầu vừa đi vừa quét lên lỗ mũi trêu chọc thánh giáp Chí Tôn Quy. Phe phải lần thứ nhất, quỳ thánh giáp không có động tĩnh gì, cái thứ hai cũng không có phản ứng gì. Nhìn thấy chồng chất thạch đầu này, vậy mà không hề cử động, tiểu hồ ly tựa hồ càng có hứng thú. Chín cái đuôi vậy mà thay nhau đảo qua đảo lại, tựa như một cái quạt lông xù. Hầu tử chạy mau, ta đến cứu tiểu hồ ly. Dưới một tiếng la hét tê tâm liệt phế của Tê Chiếu, thánh giáp Chí Tôn Quy bỗng nhiên hung hăng ắt xì một cái thật mạnh. Sau đó con mắt to lớn như đồng lình tức khắc mở ra. Thời khắc đầu thánh giáp Chí Tôn Quy kia vừa mở hai mắt ra, trong tích tắc Tô Ngộ Không cùng Tê Chiếu tức thì hoảng hốt. Tuy rằng chỉ trong chớp mắt nhưng vẫn khiến Tô Ngộ Không cùng Tê Chiếu kinh hãi toát ra một thân mồ hôi lạnh. Chỉ là tinh thần hoảng hốt trong thoáng chốc, thế nhưng chỉ ngay trong thời khắc này không may xuất hiện địch nhân, cảnh giới từ lục văn trở lên, nếu muốn đánh giết thì hiện tại hai người bọn hắn đã chỉ còn lại một bộ thi thể. Xa xa liếc nhau, hai người đồng thời nhìn vào ánh mắt đối phương đều cảm thấy kinh hãi. Đầu rùa đen này tuyệt đối càng mạnh hơn so với trong tưởng tượng,
Chỉ dựa vào khí thế cường đại tán phát ra đều đã khiến cho bọn họ bùn rùn chân tay, mất hết ý định chiến đấu. Lần này nếu là nhắm thẳng đến mình thật, hai người bọn họ khả năng liền chết như thế nào cũng đều không hề hay biết. Thế nhưng hiện tại đã không có thời gian để do dự. Nhìn thấy đầu quỷ thánh giáp kia mở hai mắt ra, Tê Chiếu vội vàng tế ra hai thành binh khí màu xanh thăm thẳm, vận hết sức ném đi, hy vọng có thể ngăn cản dù chỉ là nửa nhịp hô hấp. Đồng thời, Tô Ngộ Không cũng là dùng đến tốc độ nhanh nhất đời này, hướng về chỗ tiểu hồ ly chạy tới. Mà lại cũng là đem kim cô bổng trong tay cùng chấn giới thiên bi lộn xộn, chẳng còn phân biệt được thứ gì, một mạch ném ra. Lúc này đã không thể quản được chấn giới thiên bi có làm rùa đen nổi giận hay không. Trong đầu Tô Ngộ Không chỉ còn một ý nghĩ duy nhất, đó là phải ngăn cản đầu rùa này, sau đó cứu ra tiểu hồ ly rồi lập tức đào tẩu. Quỷ thánh giáp kia tựa hồ bởi vì vừa mới tỉnh ngủ còn có chút chưa nhận thức rõ ràng được tình huống, nhìn thấy từ xa bay tới một đống đồ lớn, chỉ là thoáng cúi đầu nhắm mắt lại. Trong mắt hắn, những thứ đang đập tới cũng chẳng qua như một cơn gió nhẹ, thậm chí nó còn không muốn chuẩn bị để phòng ngự. Cho nên khi Tê Chiếu phóng tới vô tướng tuyệt tung, quỷ thánh giáp kia vẫn không có phản ứng. Khi kim cô bổng đập tới vẫn là không có phản ứng. Kim cương quyển, hỏa tiêm thương, toàn bộ nện vào cũng là như vậy. Sau đó, chỉ khi bị khối chấn giới thiên bi đen nhánh kia chạm trúng, quỷ thánh giáp đột nhiên phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Tiếng thét này mười phần khủng bố, tựa hồ muốn đem cả bầu trời đều xé rách. Tô Ngộ Không cùng Tê Chiếu nhất thời thì sững sờ, chết chân tại chỗ. Sau đó đột nhiên ôm đầu, ngã nhào trên mặt đất, biểu lộ mười phần dữ tợn cùng thống khổ. Hầu tử, chúng ta lần này chọc phải tổ ong vò vẽ, còn quái thú đó thật quá kinh khủng, cả đầu óc đều muốn nổ tung. Trước đó là Tê Chiếu đẩy Tô Ngộ Không ra, rồi chạy lên trước cứu tiểu hồ ly, còn Tô Ngộ Không cũng chỉ là sững sờ một chút thì lập tức đuổi theo. Bởi vậy, khoảng cách của hai người bây giờ đã là rất gần. Đến được đây, Tô Ngộ Không gần như mất hết ý thức. Đầu rùa đen trước mặt thực lực có vẻ đã ngang bằng với đẳng cấp của giới chủ. Chỉ là một tiếng kêu rên đã tạo ra áp lực, khiến thất khiếu của bọn họ chảy máu không ngừng. Cơ hồ đầu óc đều muốn nổ tung mà chết. May mắn, con rùa đen này chỉ là kêu lên một tiếng thì dừng lại. Thừa cơ hội đó, hai người theo bản năng lảo đảo nghiêng ngả, đã chạy đến chỗ tiểu hồ ly. Vốn cho là tiểu hồ ly khẳng định lành ít dữ nhiều, đứng cách đại ô quy gần đến như vậy, mà lại thực lực của nó cũng chỉ là lục văn tầm thường. Thế nhưng khi Tê Chiếu lao đến, nhìn thấy tiểu hồ ly đã ngây người bất động, chỉ là bởi vì nó đang khóc thút thít, trái tim Tê Chiếu lần nữa run rẩy một nhịp. Chẳng qua lúc này đã không kịp nghĩ nhiều nữa, hắn dùng tốc độ nhanh nhất cắp lấy tiểu hồ ly đặt ở trên lưng, còn Tô Ngộ Không ở phía sau bảo hộ. Hai người lập tức vận sức chạy trốn. Tuy rằng khi Tê Chiếu cõng theo tiểu hồ ly ở trên lưng, bởi vì lôi lôi thân hình quá to lớn đã hoàn toàn che khuất hình dáng của Tê Chiếu, hơn nữa thoạt nhìn cũng rất buồn cười, nhưng hiện tại Tô Ngộ Không cũng chẳng có thời gian để mà chế nhạo hắn. Cùng lúc Quỷ Thánh Giáp đang dùng mấy cái móng vuốt ngắn ngủi chật vật cào cấu muốn gỡ gối thiên bi đang cắm trên đỉnh đầu. Tô Ngộ Không đem chấn giới thiên bi biến lớn thành 3 trượng, mà Quỷ Thánh Giáp kia to lớn chừng hơn 50 trượng. Chấn giới thiên bi trực tiếp cắm sâu đến 1/4 vào đầu lâu của nó. Không, chuẩn xác mà nói là cắm vào trên lớp hộ giáp của nó. Tuy lúc này đã biết gần như chắc chắn đầu quỷ thánh giáp kia khẳng định là con đực, thế nhưng cũng là đã muộn. Thời điểm hai người vừa mới chạy được vài chục bước, chỉ còn cách lối ra sơn cốc một nửa đoạn đường. Con rùa đen vốn lúc đầu còn ở phía sau hai người đột nhiên biến mất. Vụt một cái nhanh như điện xẹt, quỷ thánh giáp kia bỗng nhiên trống rỗng xuất hiện ngay ở phía trước bọn họ, cũng chính là lối ra duy nhất của sơn cốc này. Nhìn thấy đại ô quy cao hơn 20 trượng, dài hơn 50 trượng, trong nháy mắt xuất hiện, Tô Ngộ Không hai người đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Đại ô quy đó tuyệt đối đã trưởng khống không gian cùng thời gian pháp tắc. Không phải vậy mới vừa rồi sẽ không có khả năng xuất hiện từ hư không, mà lại thoáng chốc tích tắc này, Tê Chiếu cũng cảm giác được không gian xung quanh có chút lay động. Sau đó, hai người một hồ ly thì cùng với quái thú đại ô quy một dạng đứng im ở đó. Tô Ngộ Không cùng Tê Chiếu cũng chẳng thể nghĩ ra con rùa đen này là đang muốn làm gì, nguyên cớ không dám tự tiện hành động. Hiện tại hai người là triệt để minh bạch, thánh giáp chí tôn quy này là con đực, hơn nữa còn là một con quái có thực lực tương đương với giới chủ. Thực lực như vậy
tuyệt đối có thể dễ dàng miểu sát cả đám bọn họ. Mà lại giờ phút này trong lòng hai người cũng thật sự vô cùng hối hận. Bởi vì đây là một con công thánh giáp quy. Công quy tính cách 10 phần ôn hòa, chỉ cần không phải thương tổn đến hắn, coi như người có ngủ ở trên người của hắn cũng không vấn đề gì. Mà lại coi như có tấn công nó, giống như vừa mới kim cô bổng kim cương quyển hay những vật khác đánh ở trên người của nó, thì nó cơ hồ đều không cảm giác thấy. Chỉ có một điểm duy nhất xui xẻo chính là đã lỡ tay ném ra chấn giới thiên bi. Coi như hiện tại tấm bia vẫn còn cắm ở trên thánh giáp. Tề Chiếu, làm sao bây giờ? Ngươi nói xem, chúng ta thương lượng với hắn, sau đó nói lời xin lỗi, liệu có tác dụng hay không? Ngươi có thể đi thử một mình, thời khắc hắn dẫm chết ngươi, ta sẽ nghĩ xem mình có đủ thời gian để chạy ra ngoài hay không. Lúc này quỳ thánh giáp kia tựa hồ một hơi rốt cục thở đều đặn. Sau đó, giữa ánh mắt hoảng sợ của Tô Ngộ Không cùng Tề Chiếu, đại ô quỳ há ra cái miệng đầy răng nanh sắc nhọn. Xong, khẳng định chết chắc, giới chủ thực lực hồn thú, một kích này khẳng định hồn phi phách tán. Công 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 công, liên tục 7-8 chữ âm thanh chữ công. Tề Chiếu, lần này rùa đen là muốn làm gì đây? Đó là chiêu thức gì? Chẳng lẽ là âm ba công? Thế nhưng, ta cảm thấy dường như vẫn chưa có chuyện gì xảy ra, còn người thế nào? Tề Chiếu cũng là nghi ngờ nhìn lại chính mình, sau đó lại nhìn qua Tô Ngộ Không. Hồ Nghi quay đầu nhìn lại tiểu hồ ly sau lưng, liền phát hiện cả ba người đúng là một chút thương tổn cũng đều không có. Ta nào biết được con đại ô quy này thật quá kỳ quái. Trước mặt con thú kia sau khi phát ra âm thanh liên tiếp như thế, đại khái là ngừng lại một chút, sau đó tiếp tục hít một hơi, lại mở ra miệng rộng, công 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 công. Lần này khẳng định là cường đại công kích, hai người đều chuẩn bị tư thế để ngạnh kháng. Tuy nhiên lại phát hiện, ngoài những âm thanh quái lạ vang lên rồi biến mất, ba người cũng đều không có chuyện gì. Chết tiệt, đại ô quỳ đến cùng là muốn làm gì? Chẳng lẽ là muốn hù chết chúng ta? Phát ra tiếng kêu mà lại không có công kích. Tô Ngộ Không vươn tay, lau lấy một mặt mồ hôi đầm đìa. Sau đó cùng với Tề Chiếu liếc nhau một cái, lần nữa khẩn trương nhìn về đại ô quỳ. Khả năng đó là khúc nhạc dạo của một chiêu thức khủng bố. Ngươi thử xem một chút, có cách nào để lấy thiên bi trở về hay không? Ta đã thử rồi không có phản ứng. Đại ô quỳ kia có thể ngăn cản linh hồn lực lượng của ta. Hai người còn chưa kịp nói hết câu, quy thánh giáp kia lại mở miệng lần nữa, cũng vẫn là liên tiếp công công công. Không sai, ba người họ vẫn chẳng hề hấn gì. Nếu như lần đầu tiên là tuyệt vọng, lần thứ hai là hoảng sợ, vậy bây giờ hai người lại có chút dường như đã trở thành thói quen. Lần nữa kiểm tra chính mình, phát hiện đúng là không có việc gì về sau, Tề Chiếu liền buông tiểu hồ ly xuống. Chỉ có điều tiểu lôi lôi lúc này đã ngất đi, không phải là bị dọa ngất, mà chính là khóc mệt mỏi mà ngủ. Bất đắc dĩ nhìn qua tiểu hồ ly đang say sưa ngủ, Tô Ngộ Không dứt khoát đặt mông ngồi xuống mặt đất. Tề Chiếu tựa hồ cũng là rất mệt mỏi, buông mình theo Tô Ngộ Không ngồi xuống. Trước mặt đối đầu với hồn thú có thực lực của giới chủ mà còn nắm giữ không gian pháp tắc, không ai trong bọn họ còn có tâm tư nghĩ đến việc chạy trốn ra ngoài. Lúc này lần thứ tư âm thanh vang lên, đồng dạng liên tiếp công 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 công. Vẫn là như vậy, chẳng có chuyện gì. Lúc này Tô Ngộ Không đã triệt để bình tĩnh, thậm chí còn móc ra hai quả đại đào cùng Tề Chiếu mỗi người một quả, bắt đầu gặm lấy. Tô Ngộ Không xem như cũng đã suy nghĩ thông suốt. Coi như đại ô quỳ kia có muốn chuẩn bị đòn công kích kinh khủng như thế nào đi chăng nữa, hai người cũng căn bản là không có cách để chống lại. Dứt khoát không bằng làm quỷ chết no, ăn no bụng trước rồi tính. Cứ như vậy, đến lúc Tô Ngộ Không ăn xong quả đại đào thứ tư, đại ô quỳ kia đã liên tục kêu mấy chữ công công cao công đến lần thứ 20. Thời khắc hầu tử vừa móc ra quả thứ 5, con đại ô quỳ kia tựa hồ là rất khó thở, bỗng nhiên nâng lên chân trước, hung hăng dập mạnh xuống, nhất thời đất đai liên miên rạn nứt, sau đó một khe nứt sâu không thấy đáy, hướng nhanh về phía Tô Ngộ Không cùng Tề Chiếu. Vội vàng, cõng tiểu hồ ly né tránh qua một bên, lúc này chợt nghe thanh âm từ đại ô quy đã có sự biến đổi, nguyên bản từ công 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 biến thành công 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 chúa. Gặp phải thánh giáp chí tôn quy trong sơn cốc, vì quá sợ hãi nên Tô Ngộ Không cùng Tề Chiếu có ý thoái lui. Thật không may, tiểu yêu hồ lôi lôi vì bị những họa tiết sinh động trên lớp vỏ giáp cuốn hút đã nhảy lên chơi đùa, buộc Tô Ngộ Không phải quay trở lại giải cứu và vô tình đánh thức con quái thú này.
những diễn biến tiếp theo sẽ tiếp tục như thế nào? Xin mời các bạn nhấn nút đăng ký để theo dõi hồi thứ 108. Để biết thêm thông tin chi tiết về lai lịch hình thiên khoa phụ Ma Vương Sivu, xin mời quý vị và các bạn theo dõi video được dán link tại phần mô tả. Các bạn đang theo dõi câu chuyện Hắc Ám Tây Du hồi thứ 107, Đại Ô Quỷ Thức Tỉnh, được phát trực tiếp từ kênh Giải Trí Tổng Hợp. Các bạn đừng quên chia sẻ video này cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại!